Câu số 1 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chất nào sau đây là muối axit? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Theo các cháu nghĩ thì chất nào sau đây là muối axit ạ? Chất nào là muối axit ạ? Căng thẳng đi ạ. Chất nào là sau đây là muối axit? Nào mình có ạ. Chất là muối axit là gì ạ? KCl là muối trung tính vứt đúng không? CaCO3 là muối trung tính vứt đúng không? NaHS là có hydro ở bên trong này. Đấy chưa? Vậy anh này là muối axit nhá. Muối axit phải đáp án đúng chúng ta là đáp án C. NaHS là muối axit. Ok không ạ? Dễ đúng không ạ? Tiếp tục nhá. Câu số 2 ạ. Câu số 2 thì có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ạ. Chất cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Thế thì cặp chất mà cùng tồn tại với nhau trong một dung dịch là tương đương với việc là nó không tác dụng với nhau. Tương đương là không tác dụng với nhau. Được chưa? Không tác dụng với nhau. Thế các cháu lưu ý này, điều kiện để xảy ra phản ứng là hoặc là tạo thành chất kết tủa, hoặc là tạo thành chất bay hơi, hoặc là chất điện đi yếu. Vậy nó không tác dụng với nhau tương đương việc là không tạo thành một trong ba chất này. Kết tủa, bay hơi, điện đi yếu, được chưa? Vậy đây mình có này, ở cái câu số 2 này, mình có này, Ba hai lần cộng với H3PO4 thì nó tạo thành Ba3PO4 hai lần. Ba3PO4 hai lần cộng với H2O thì trong này có H2O chất điện ly yếu, vì vậy nên nó có phản ứng với nhau. Được chưa? Có phản ứng với nhau vì vậy nên không cùng tồn tại được. Bỏ luôn đáp án A nhá. Tiếp tục ạ. AlNO3 ba lần và NH3 thì nó tác dụng với nhau trong môi trường nước. Trong môi trường nước ạ, các cháu hiểu không ạ? Thì nó sẽ tạo thành AlOH3 lần. Anh này là chất kết tủa. Được chưa? Đây lại vi phạm đây này. Tạo thành chất kết tủa, vậy là nó có phản ứng với nhau. Bởi vì đây là nó thỏa mãn điều kiện sẽ ra phản ứng mà. Có phản ứng với nhau vì vậy nên là không thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch được. Tiếp tục ạ, ý C ạ. Ý C thì anh này cộng với lại KOH để tạo thành nước chất điện đi yếu, vì vậy nên cũng không tồn tại được với nhau. Vậy trong này chúng ta chỉ có anh nào thôi ạ? CuNO3 hai lần và HNO3 thôi ạ. CuNO3 hai lần và HNO3 thì nó không phản ứng với nhau, bởi vì bọn này làm sao ạ? Không tạo thành chất kết tủa, chẳng tạo thành chất điện đi yếu và cũng chẳng tạo thành chất bay hơi. Hơn nữa anh này lại hết tính khử rồi, vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, CuNO3 lần HNO3. Ok chưa? Mình sang câu số 3. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Chất sau đây có tính lưỡng tính chắc chắn là gì? CrOH 3 lần ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hôm nay là có một cái buổi về chống liệt hóa học, nên là rất là mong muốn là các cháu cùng comment đáp án cùng chúng mình và tag tất cả các bạn của các cháu ở trên trường cũng như trên lớp sợ liệt hóa vào đây ạ, để chúng mình độ ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhá. Câu số 4. Câu số 4, chất nào sau đây là muối axit? Thì các cháu thấy có độ lặp đi lặp lại trong cái đề thi nhá. À, chất nào sau đây là muối axit? Muối axit là muối mà có hydro ở lại trong gốc axit. CuS4 không phải, đúng không? Na2CO3 không phải, đúng không? NaNO3 không phải. Vậy muối axit của chúng ta là muối Na2, NaH2, PO4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Theo các cháu thì cặp chất nào sau đây cùng tồn tại một dung dịch ạ? Cùng tồn tại trong một dung dịch là tương đương với việc là nó không tác dụng với nhau nhá. Cùng tồn tại là tương đương việc không tác dụng với nhau. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là nó không tạo thành chất kết tủa. Đây. Không tạo thành chất bay hơi và cũng không tạo thành chất điện ly yếu, các cháu nhớ chưa ạ? Vì vậy nên ở đây chúng ta sẽ đi pha những thằng này tạo thành kết tủa. Đây, anh này đầu tiên tạo thành kết tủa MgOH hai lần là loại luôn. Đúng không? MgOH hai lần loại luôn. Tiếp theo ạ, NH4Cl và KOH thì nó tạo thành NH3 cũng loại luôn ạ, chất điện đi yếu ạ. K2CO3 và HNO3 thì nó tạo thành gì ạ? CO2 chất khí bay lên, loại luôn ạ. Vậy cặp chất cùng tồn tại với nhau trong một dung dịch là NaCl và AlNO3 ba lần nhá. Rất nhiều cháu chết ạ. Cùng tồn tại cơ. Trong một dung dịch tương đương với việc không phản ứng với nhau. Vậy câu 5 đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án A các cháu nhá. 5 nó phải là A mới đúng ạ. 5A. Ok chưa ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Đấy, phần này những là cái phần mà phần chống liệt, thì chống liệt là chúng mình đi vào những cái phần mà kiến thức nó dễ thi nhất, hoàn toàn có thể giúp được các cháu trên 5 điểm. Nên là các cháu chú ý nhá, cùng học bài, cùng comment đáp án cùng chú Binh ạ. Và nhớ không quên là share lại video live stream này lại về tường, bởi đây là một video free ạ, và giúp chú Binh tát tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ.
Chúng ta sang câu tiếp theo ạ, câu số 6 ạ. Chất nào sau đây là muối trung hòa? Chất nào sau đây là muối trung hòa? Thế thì muối trung hòa phải là muối mà không chứa nguyên tử hydro nhá, không chứa nguyên tử hydro trong gốc axit. Vậy ở đây mình có này, K2HPO4 là có nguyên tử hydro này, nó là muối axit vứt. NaHSO4 gì ạ? Nó là muối axit vứt, đúng không ạ? NaHCO3 nó là muối axit vứt tiếp ạ. KCl là muối trung hòa, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, KCl. Ok ạ. Kali clorua nó là muối trung hòa các cháu nhá. Ok, dễ không ạ? Đấy, chúng ta sang câu số 7 ạ. Ở đây là phần chuyên mục chống liệt hóa học. Chống liệt hóa học ở đây là chú Binh giúp đỡ cho các bạn mà không dùng môn hóa để mục tiêu xét tuyển, nhưng mà lại phải vượt qua môn hóa thì chúng ta mới xét tuyển được. Nên đây là chú Binh, cái chuỗi video này là chuỗi video mà chú Binh thực hiện để giúp cho các cháu không bị sợ môn hóa nữa. Để được các cháu được điểm trên một môn hóa nhá, để không bị lỡ dở tương lai. Câu số 9, câu số 8, câu số 7 ạ. Dung dịch Na2CO3 thì tác dụng được với bọn nào? Đấy, rất là mong các cháu ủng hộ bằng cách là comment đáp án thật nhiều ạ. Câu số 7 ạ. Dung dịch Na2CO3 thì tác dụng được với dung dịch nào ạ? Dung dịch Na2CO3 thì thằng này vừa có tính bazơ mà nó lại vừa có chứa ion CO3 2 trừ nữa. Vì vậy nên nó không tác dụng với NaCl, không tác dụng với KCl, không tác dụng với NaNO3. Vậy nó tác dụng được với dung dịch CaCl2 để nó tạo thành CaCO3, đúng không ạ? Đây, nó tác dụng để tạo thành CaCO3 kết tủa màu trắng. Vậy là nó thỏa mãn với cái điều kiện gì ạ? Đây này, cái điều kiện này. Cái điều kiện này các cháu bắt buộc phải nhớ này. Phản ứng trao đổi thì điều kiện để xảy ra phản ứng là tạo thành chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện đi yếu. Chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện này thôi là phản ứng hóa học xảy ra. Vậy ở đây này, cái anh này này thỏa mãn điều kiện tạo thành CaCO3 nên là có phản ứng xảy ra nhá. Vậy dung dịch Na2CO3 tác dụng được với CaCl2, được chưa? CaCl2. Ok, câu số 8 ạ. Câu số 8. Chất nào sau đây là muối axit? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Chất nào sau đây là muối axit ạ? KNO3 là muối trung tính đúng không? NaCl cũng là muối trung tính đúng không? Na2S4 cũng là muối trung tính đúng không? Muối axit là ở bên trong cái gốc axit của nó phải còn hydro các cháu ạ. Vì vậy nên muối axit là BNaHSO4 nhá. Câu số 9 ạ. Câu số 9. Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí? Cặp dung dịch nào sau đây nó có hai điều kiện ạ. Điều kiện thứ nhất là phải phản ứng được với nhau. Điều kiện thứ hai là nó phải sinh ra chất khí. Thấy chưa? Đây là phần kiến thức lớp 11 mà phần mà các cháu quên bị quên nhiều nhất, nên chú Minh là cố gắng giúp đỡ cho các cháu ạ. Ok ạ. Câu số 9 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án xem câu số 9 đáp án gì ạ. Na2CO3 và KOH thì nó không phản ứng với nhau rồi. Đúng chưa? NH4Cl và AgNO3 thì nó sẽ tạo thành AgCl kết tủa màu trắng cộng với lại NH4 NO3, đúng không? Thế thì nó không có chất khí sinh ra ở đây được. Vậy loại đáp án B ạ. NaOH và H24 thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Na2SO4 cộng với H2O, đúng không? Cũng không có chất khí ạ. BaOH 2 lần và NH4Cl nhá. BaOH 2 lần cộng NH4Cl thì tạo thành BaCl2 cộng với lại NH3. NH3 là chất khí mùi khai bay lên ạ. Vì vậy nên cặp dung dịch phản ứng với nhau tạo thành chất khí chỉ có thể là đáp án đúng là đáp án C mà thôi ạ. Ok ạ. Đáp án đúng là đáp án C mà thôi các cháu ạ. Ok. Các cháu đây có dễ không? Câu số 10 ạ. Câu số 10. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Chú ý ở đây đề bài nó là không cùng tồn tại. Thế thì không cùng tồn tại thì tương đương với việc là chúng nó phản ứng với nhau. Thế thì phản ứng với nhau chúng ta phải nhớ cái điều kiện để phản ứng xảy ra. Là gì ạ? Đây, tạo thành chất kết tủa, tạo thành chất bay hơi và tạo thành chất điện ly yếu. Đấy, cái chỗ này là cái khẩu quyết mà mãi mãi không bao giờ được quên ạ. Vậy ở đây này, chất không cùng tồn tại trong dung dịch NaOH và Na2CO3 là không phản ứng với nhau, có tồn tại. Được chưa? CuNO3 2 lần và H2O4 ạ. CuNO3 2 lần và H2O4 ạ. Thì làm sao ạ? Cũng không phản ứng với nhau ạ. Nên là có tồn tại ạ. CuS4 và NaOH thì phản ứng với nhau để tạo thành CuOH 2 lần kết tủa màu trắng xanh cộng với lại Na2SO4. Vì vậy nên bọn này là không cùng tồn tại trong một dung dịch nhá, nó phản ứng với nhau. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với dung dịch BaHCO3 lần? Chú ý ở đây đề bài bảo là vừa thu được kết tủa mà lại vừa có khí thoát ra. Như các cháu nhìn thấy ở trong này là những cái câu mà chống liệt hóa cực kỳ dễ dàng chú Minh làm để giúp đỡ cho tất cả các cháu ạ. Ok ạ. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch BaHCO3 là vừa thu được kết tủa mà vừa có khí thoát ra?
Thế thì mình có BaCO3 2 lần mà cộng với NaOH thì chỉ tạo thành kết tủa BaCO3 mà thôi. BaCO3 rồi vớt. Đấy chưa? Cộng với HCl thì nó chỉ tạo thành khí CO2 mà thôi. Vớt tiếp nhá. Thằng này kết tủa, thằng này khí vớt. CaOH 2 lần thì chỉ tạo thành kết tủa BaCO3 và kết tủa CaCO3 mà thôi, cả hai kết tủa vớt. Vậy tác dụng với H2O4 thì sẽ sinh ra được kết tủa là BaSO4 cộng với CO2 cộng với H2O, khí CO2 kết tủa BaSO4. Vậy vừa thu được kết tủa và vừa thu được khí là đây. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, H2SO4. Câu số 12 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Na2CO3 là không phải lưỡng tính rồi, thằng này có tính kiềm nhá. AlCl3 là thằng này cũng không có tính lưỡng tính ạ. NaNO3 là trung tính ạ. AlCl3 là axit rồi. AlOH3 lần một trong 5 hydroxit lưỡng tính đúng không ạ? Vậy anh này mới là anh có tính lưỡng tính. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ các cháu ạ. 12 đáp án B ạ. Câu số 13 để các cháu thấy không ạ? À, người ta rất hay hỏi là những cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch hoặc là không cùng tồn tại. Chính vì vậy nên các cháu phải nhớ cái khẩu quyết của chúng mình ạ. Kết tủa điện ly yếu đúng không ạ? Và khí ạ. Vậy ở đây cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch ạ? Cùng tồn tại là không phản ứng với nhau. AlCO3 cộng KOH thì tạo thành AlOH3 lần. Nhá, không cùng tồn tại rồi. Na2S và FeCl2 thì tạo thành FeS kết tủa. Vứt tiếp. Na4Cl và AgNO3 thì tạo thành AgCl kết tủa. Vứt tiếp. NaOH và NaLO2 thì cùng tồn tại trong dung dịch ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 14. Câu 14 ạ. 14 đáp án gì các cháu ơi? 14 đáp án gì ạ? Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 ạ? Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? pH lớn 7 thì tương đương nó là dung dịch bazơ. Vậy ở đây H24 là axit vứt. HNO3 là axit vứt. NaCl là trung tính vứt. Vì vậy nên gì ạ? pH lớn hơn 7 thì chỉ có thể là anh nào thôi ạ? Nào pH lớn 7 thì chỉ có thể là anh nào thôi ạ? Anh nào ạ? NaOH đúng không ạ? Natri hydroxit. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 15 ạ. Câu 15. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Tính lưỡng tính ạ thì là 5 hydroxit và oxit của nó đúng không ạ? Na2CO3 không. Đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Berlin ạ. Lưỡng tính là nó có vừa có khả năng nhiều proton mắt cộng vừa có khả năng nhận proton mắt cộng nhá. Chính vì vậy nên là rất nhiều cháu bị sai lầm là bởi anh nhôm là không có tính lưỡng tính, mặc dù tác dụng với cả NaOH và tác dụng với lại cả HCl, nhưng anh nhôm là không có tính lưỡng tính đâu, các cháu cẩn thận nhá. Vậy ở đây chỉ có gì thôi ạ? NaNO3 là trung tính nhá. AlCl3 là axit. Vậy lưỡng tính chỉ có Al2O3 mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Các cháu ơi, các cháu bớt sợ hóa chưa ạ? Các cháu bớt sợ hóa chưa ạ? Có chú Minh ở đây làm gì còn sợ hóa nữa. Chú Minh độ hóa cho các cháu ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Violin ạ. Hãy share video này lại, bởi đây một video free ạ. Và giúp chú Minh tác tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy. Câu số 16 ạ. Oxit nào sau đây là oxit axit? Oxit nào sau đây là oxit axit? Fe2O3 không, thằng này oxit bazơ. MeO oxit bazơ. Cr2O3 là oxit lưỡng tính. Vậy oxit axit là CrO3. Câu số 17 ạ. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn? Đây, moi đến phương trình ion rút gọn đấy ạ. Khi mà moi đến phương trình ion rút gọn thì chúng ta phải hiểu đây. Cách viết phương trình ion rút gọn này. Đây chúng mình hướng dẫn kỹ rồi. Bước 1, các chất điện ly được viết phân ly ra ion. Chất điện ly yếu, đây chất điện ly yếu và ít tan thì giữ nguyên là dạng phân tử. Cái chỗ này này là quan trọng bậc nhất nhá. Điện ly yếu và ít tan giữ ở dạng nguyên tử. Được chưa? Vậy đây này mình có này, NaHCO3 này, HCO3 trừ là điện ly yếu. Vậy phải giữ nguyên. Thế ở đây vậy suy ra HCO3 trừ giữ nguyên thì không thể là H cộng cộng OH trừ được. Loại. Được chưa? Chất ít tan thì ở đây chúng ta có BaSO4 là chất ít tan thì nó phải giữ nguyên nên nó phải còn ở bên trong phương trình ion rút gọn, mà ở đây là H cộng cộng OH trừ tạo thành nước. Vì vậy nên cũng toang tiếp. Tiếp tục IG ạ, COH 2 lần chúng ta là chất kết tủa, nó phải giữ ở lại bên trong phương trình ion rút gọn ạ. Đây là phương trình ion rút gọn này, không có COH 2 lần này, vứt nốt ạ. Vì vậy nên suy ra phương trình ion rút gọn chúng ta chỉ còn có gì ạ? BaOH 2 lần cộng 2HCl tạo thành BaCl2 cộng 2 nước thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Các cháu có hiểu không ạ? Các cháu có hiểu ạ? Không hiểu thì phải đọc lại phần này nhá. Đây, viết phương trình ion rút gọn này chúng mình chỉ có hai bước thôi. Rất là đơn giản ạ.
Ok ạ. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Câu 18 ở trong cái đề thi của Sở Giáo dục Ninh Bình 2020 ạ. Chất nào sau đây là muối axit? Chất nào sau đây là muối axit ạ? Nào các cháu nhiệt tình comment lên ạ. Xem là đáp án gì ạ? Mình phải học thì mình mới nhớ được đáp án ạ. Hôm nay chúng mình thấy là các cháu comment hơi đuối đấy ạ. Học hơi đuối đấy ạ. Câu 18 ạ. Chất nào sau đây là muối axit? Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hiđro. Vì vậy nên anh này là muối trung tính này. Trung tính này. Đúng không? Anh này là bazơ này. Vậy muối axit chúng ta là chỉ có gì thôi ạ? NaHSO4 mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 19. Câu ở bên trong của Sở Giáo dục Ninh Bình năm 2020 ạ. Dung dịch BaCl2 tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ạ? Tạo kết tủa, các cháu lưu ý nhá. Đề bài hỏi chúng ta là tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ạ? Tạo kết tủa với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ạ? Theo các cháu ạ. Theo các cháu thì anh này tạo kết tủa với chất nào ở nhiệt độ thường ạ? Tạo kết tủa với anh nào ở nhiệt độ thường ạ? Khẩn trương xem ạ, xem là đáp án gì ạ? Câu số 20 đi ạ. 19 ạ, dung dịch BaCl2 tạo kết tủa với chất nào sau đây nhiệt độ thường? BaCl2 thì không phản ứng với NaHCO3 nhá. Vứt. BaCl2 thì tác dụng với NaHS4 để tạo thành BaSO4 kết tủa màu trắng. Vậy nó sẽ tạo kết tủa với anh NaH2SO4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhá. B, bò. Câu số 20 ạ, câu của Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020 ạ. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ạ? Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ạ? Lưu ý ở đây đề bài hỏi là không có. Không có ạ. Thế thì mình có 5 hydroxit lưỡng tính thì trong đấy chắc chắn là có nhôm rồi, vì bên thằng nhôm hydroxit là có tính lưỡng tính chặt luôn. Đúng không? Vậy vì vậy nên là anh oxit tương ứng của nó là anh Al2O3 cũng có tính lưỡng tính chặt luôn. Đúng chưa? Anh NaHCO3 thì có HCO3 là có tính lưỡng tính ạ, cũng chặt luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án nào thôi ạ các cháu? Đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án nào thôi ạ? Anh AlCl3 là không có tính lưỡng tính nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đây là phần kiến thức lớp 11, phần kiến thức mà các cháu rất hay ở sợ. Câu 22 của Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020 ạ. Chất nào sau đây đều là chất điện ly mạnh ạ? Thế chỗ này mình phải nhớ về chất điện ly mạnh là gì ạ? Đây các cháu nhìn này. Chất điện ly mạnh may quá chúng mình ghi đây rồi. Chất điện ly mạnh là chất mà khi tan trong nước các phân tử đều hòa tan ra ion, đều phân ly ra ion. Axit mạnh, bazơ mạnh, muối tan là điện ly mạnh, nhớ chưa? Axit mạnh, bazơ mạnh, muối tan là chất điện ly mạnh. Vậy ở đây mình có thằng chất điện ly mạnh của mình. Axit mạnh, bazơ mạnh, anh H2S này là axit yếu toang luôn. Được chưa? Anh H2S là axit yếu toang. Tiếp tục ạ, anh FeOH hai lần này là anh bazơ yếu toang luôn. Được chưa? Tiếp tục anh CH3COH này là axit yếu toang tiếp luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta chất điện ly mạnh chỉ có là NaCl, H2S4 và NaOH. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, muối đây ạ. Và bazơ mạnh ạ, axit mạnh ạ, nhớ chưa? Ok, rất là dễ nhớ đúng không ạ? Câu 23. Câu 23, Sở Giáo dục Bắc Giang năm 2020 ạ. Phản ứng giữa các chất nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành nước? Thế thì các cháu lưu ý ạ. Đây, điều kiện để phương trình ion rút gọn đây ạ. Đây, các chất điện đi yếu ít tan giữ nguyên dạng phân tử, được chưa? Vậy ở đây mình cứ xem thằng nào chất điện đi yếu ít tan giữ nguyên dạng phân tử. Thế mình có nhá, FeOH hai lần, thằng này là bazơ nhá, nó là chất ít tan. Vì vậy phải giữ nguyên ở trong phương trình phân tử, trong này không có FeOH hai lần. Vớt. Tiếp tục mình có anh chất điện đi yếu là anh CH3COH nhá, anh này là chất điện đi yếu, được chưa? Nó cũng làm sao ạ? Cũng phải giữ nguyên ở bên trong phương trình. Vớt tiếp ạ. Ok chưa? Vậy bây giờ mình còn BaOH hai lần và H2O4 mà tác dụng với nhau thì tạo thành BaSO4. Chất này cũng phải giữ nguyên trong phương trình. Phương trình này không có BaSO4, loại tiếp ạ. Vì vậy nên chúng ta nhá, vì vậy nên chúng ta chỉ có gì thôi ạ? NaOH và HCl mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 24. Câu số 24. Đề của Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020 ạ. Câu số 24. Đề của Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020 ạ. Muối trung hòa là muối gì ạ? Muối mà anion gốc axit không còn hydro có khả năng phân ly ra ion H cộng. Muối trung hòa đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 25 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Câu 25 ạ.
Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Đây là đề của chuyên Vinh lần 1 năm 2019 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Nhôm, mặc dù tác dụng với NaOH và tác dụng với lại HCl, nhưng nhôm là kim loại. Kim loại có bao giờ lưỡng tính không ạ? Kim loại chẳng bao giờ có lưỡng tính cả nhá. FeOH hai lần là gì ạ? Là bazơ, không có tính lưỡng tính. KOH là kiềm, không có tính lưỡng tính. Vậy chỉ có thằng có tính lưỡng tính là NaHCO3 thôi. Các cháu cứ nhớ cho chúng mình, IONHCO3 trừ có tính lưỡng tính là ok. Đấy chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Câu số 26. Câu số 26 ạ. Chất nào sau đây là hydroxit lưỡng tính ạ? Chất nào sau đây là hydroxit lưỡng tính ạ? KOH là bazơ rồi đúng không ạ? Thế các cháu nghĩ chất nào là chất lưỡng tính ạ? KOH là bazơ rồi, vứt đi rồi. FeOH hai lần là bazơ, vứt đi tiếp ạ. MgOH hai lần cũng là bazơ, vứt đi tiếp ạ. Vậy hydroxit lưỡng tính chỉ có thể là CrOH 3 lần mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 27, đề chuyên Hà Tĩnh. Dãy gồm các ion trong cùng một dung dịch tồn tại là. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là. Đây các cháu cùng theo dõi xem ạ. Các ion nào trong cùng cùng tồn tại trong một dung dịch ạ? Cùng tồn tại trong một dung dịch vậy là nó không tác dụng với nhau nhá. Không tác dụng với nhau vậy thì nó phải thỏa mãn gì ạ? Đây này. Tạo thành chất kết tủa, bay hơi, điện đi yếu thì nó là tác dụng với nhau. Vậy em mình nhìn nhá. Đây này, mình có này. Sắt 2 cộng còn tính khử NO3 trừ H cộng co nhát NO3, vậy là nó có phản ứng với nhau. Vứt. Vứt luôn ạ. Tiếp tục ạ. PB 2 cộng và S thì nó tạo thành PbS, chất kết tủa có phản ứng với nhau ạ. Vứt ạ. Fe3 cộng có tính oxy hóa, Y trừ có tính khử tác dụng với nhau ạ. Vậy ở đây các ion cùng tồn tại trong một dung dịch tương đương với việc là chúng nó không tác dụng với nhau. Tương đương với việc không tác dụng với nhau, vậy chúng ta chỉ có đáp án C là đáp án đúng mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nha. Câu 28. Câu 28. Cho các dung dịch có cùng đồng độ, đây là xét về pH rồi. Thì các cháu lưu ý ạ, giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là. Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải. Yêu cầu ở đây là đề bài là tăng dần ạ. Tăng dần vậy pH lớn nhất là thằng bazơ. Được chưa? Thấp nhất là thằng axit. Vậy ở trong này thì mình có hai thằng axit phải đứng đầu là H2S4 và HCl. Được chưa? Do H24 có nhiều H cộng hơn nhá, bởi vì đây cùng đồng độ ạ, nên H24 phải đứng đầu tiên. Vậy là số 2 phải đứng đầu tiên. Loại 3, loại C, loại D. Vậy là 2, luyến 3, luyến 4, luyến 1 ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Đây là phần chống liệt hóa học của chú Minh viết ra để hướng dẫn cho tất cả các bạn, hỗ trợ cho các bạn trong kỳ thi Trung học thông quốc gia sắp tới, chống toang hóa học đấy ạ. Câu số 29 ạ. Cho các phản ứng sau. Câu số 29. Cho các phản ứng sau, các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn. Bây giờ đây bài hỏi đến là cùng một phương trình ion rút gọn rồi. Thì mình có phương trình số 1 thì nó là tạo thành BAS số 4. Đúng không? Phương trình số 3 cũng là tạo thành BAS số 4. Phương trình số 4 cũng là tạo thành BAS số 4. Và chúng ta nhìn thấy là phương trình số 1, phương trình số 2 và phương trình số 3 đều có chung một phương trình ion rút gọn là SO42 trừ cộng với lại Ba2 cộng để tạo thành BaSO4 phải không ạ? Được chưa? Để tạo thành BaSO4. Nhiều bạn thắc mắc là tưởng là H24 và HCl ngang nhau, chính xác là ngang nhau nhưng ở đây là cùng đồng độ. Được chưa? Cùng đồng độ thì thằng nào ra nhiều H cộng hơn thì pH nhỏ hơn. Đấy, vậy ở đây mình có 1 2 3 rồi. 1 2 3 thì thằng này 1 3 5 không có 2 vứt, 3 4 5 không có 2 vứt, 2 3 4 không có 1 vứt. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án gì thôi ạ? Làm rất là nhanh ạ, rất là dễ thôi các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 1, 2, 3, 6 ạ. 1, 2, 3, 6 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share lại video này bởi đây, hãy share lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Giúp chúng mình các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy để chúng mình độ hóa. Câu số 30 ạ. Cho các phản ứng sau ạ. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có chung phương trình ion rút gọn là OH trừ cộng HCO3 trừ tạo thành CO32 trừ cộng nước. Vậy đây này, NaHCO3 cộng NaOH là cháu này là 1. NaOH cộng BaHCO3 không được bởi vì cháu này tạo thành kết tủa BaCO3. Vứt cháu này đi. Anh này được là 2. Anh này được là 3. Anh này tạo thành kết tủa BaCO3 nên không được, trong này không có kết tủa BaCO3 nhá. Vứt ạ. Cháu 6 cũng không được do nó tạo thành kết tủa BaCO3.
cháu 7 cũng không được do tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta chỉ có 1, 3, 4. 1, 3, 4 và chúng ta chỉ có 3 phương trình ion rút gọn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Ok ạ. Câu 31. Câu 31 ạ. Sở Giáo dục Bắc Ninh năm 2020 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Đây ạ. Lại mở lại ạ. Chất điện ly mạnh chúng mình ghi rõ lắm ở trong này rồi. Là chất khi tan trong nước, phân tử hòa tan đều phân ly ion. Acid mạnh, bazơ mạnh, muối tan. Nhá. Acid mạnh, bazơ mạnh, muối tan. Vậy ở đây mình có này. Chỉ cần tìm được thằng acid mạnh, bazơ mạnh, muối tan là được. Anh này là muối. Muối tan, đúng rồi. Anh này là bazơ, anh này là acid yếu. Vứt, đúng không ạ? Anh này là nước, điện ly yếu, vứt đúng không ạ? Anh này là bazơ yếu, vứt đúng không ạ? Đấy, rất là dễ thôi ạ. Cực kỳ dễ dàng ạ. Đây là phần chống liệt hóa học ạ. Được chưa ạ? Đây là phần chống liệt hóa học ạ. Câu 32. Đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019 ạ. Dung dịch chất X làm quỳ tím hóa đỏ. Dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai chất lại thì thu được kết tủa. Vậy chúng ta cùng xem nhá. Xem câu 32 đáp án gì ạ? X làm quỳ tím hóa đỏ được. X làm quỷ tím hóa đỏ được. X làm quỷ tím hóa đỏ được. X làm quỷ tím hóa đỏ được. Y làm quỷ tím hóa xanh. Y làm quỷ tím hóa xanh. BaOH 2 lần quỷ tím hóa xanh. NaOH quỷ tím hóa xanh. Đúng không ạ? BaCl2. BaCl2 quỷ tím không đổi màu loại C. Na2CO3 quỷ tím hóa xanh. Được rồi ạ. Hai thằng này tác dụng với nhau thì tạo thành kết tủa. Vậy này, H24 và NaOH không có kết tủa, vứt. HCl và Na2CO3 không có kết tủa, vứt. H24 và BaOH 2 lần tạo thành kết tủa BaSO4, kết tủa, lấy luôn ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 33. Câu số 33. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành kết tủa? Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? Lưu ý nhé, tạo ra kết tủa KOH cộng H24 tạo thành K2SO4 cộng với H2O không có kết tủa, vứt. NaHCO3 cộng HCl tạo thành NaCl cộng CO2 cộng H2O không có kết tủa, vứt. COS4 cộng HCl không phản ứng, vứt. Vậy ở đây mình chỉ có Na2CO3 và BaHCO3 lần thì tạo thành kết tủa BaCO3, lấy luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 34 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Chất điện ly mạnh là các axit mạnh, bazơ mạnh và muối tan. Vậy ở đây mình có này. Anh này không điện ly ạ. CH5OH không điện ly ạ. HClO điện ly yếu ạ. Anh này không điện ly ạ. Vậy chất điện ly mạnh của chúng ta chỉ có anh NaCl mà thôi. 34 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. 35 là các cháu ơi. 35 đáp án gì ạ? 35 đề liên trường Nghệ An năm 2020 đấy ạ. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo thành bột. Chất khí X là khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo thành bột. Chất khí X là thế thì gây hiệu ứng nhà kính và cây xanh tạo thành bột, vậy chắc chắn khí X chỉ có thể là anh nào thôi ạ? CO2 và thôi. Đáp án đúng là đáp án A. À, nhá. Câu 36 ạ. Câu 36 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Acid mạnh, bazơ mạnh, muối, đúng chưa? Vậy mình có này, acid chloric HCl, acid mạnh lấy luôn, chộp luôn. Acid acetic CH3COOH, acid yếu vứt. Ancol ethylic C2H5OH, chất này không điện ly vứt. Saccharose C12H22O11, chất không điện ly, vứt. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án A mà thôi nhá. Acid chloric nhá. Rất là dễ dàng ạ. Câu số 37. Phương trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phương trình hóa học trên? Thế thì để làm được phần phương trình ion rút gọn thì các cháu phải nhớ cái điều gì đấy ạ? Đây này. Giữ nguyên các chất điện ly yếu và các chất ít tan nhá. Nhớ cho chúng mình là giữ nguyên chất điện ly yếu và chất ít tan. Vậy ở đây mình có này. À, BaCl2 cộng Na2S4 tạo thành BaS4 cộng NaCl. Thì mình có phương trình ion rút gọn của nó sẽ là Ba2 cộng cộng với SO42 trừ để tạo thành BaSO4. Vậy mình được này.
BaHCO3 hai lần HCO3 trừ chất điện đi yếu phải giữ nguyên nên vứt ngay đáp án A. Bởi vì trong này không có HCO3 trừ. Đúng không ạ? Đáp án B này, Ba hóa 2 lần N2O4 tạo thành Ba4 cộng nước này, chính xác, cháu này được. BaCO3 là chất kết tủa đúng không ạ? Chất kết tủa này không tan đúng không ạ? Nên là vứt tiếp. Tương tự BaOH 2 lần và H2O4 thì tạo thành BS4 cộng nước. Đây là chú ý nó phải là tạo thành gì ạ? Tạo thành BS4 mà không có nước ạ. Cháu này không có nước, cháu này có nước nên là loại nốt nhá. Đấy, rất là kinh khủng ạ, rất là dễ toang ạ. Ok ạ. Thank you tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học live ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là hân hạnh có thể dạy buổi học ngày hôm nay. Hãy share lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tắt các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 38 ạ. Chất nào sau đây là chất điện đi yếu ạ? Nào, từ nãy giờ toàn hỏi chất điện đi mạnh. Bây giờ mới sang điện đi yếu ạ. Điện đi yếu để trong này chúng mình ghi là gì? Là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan ion. Axit bazơ trung bình yếu và nước nhá. Axit bazơ trung bình yếu và nước đều là chất điện đi yếu ạ. Vậy ở đây mình có này, Ca5OH là chất không điện ly chứ không phải là chất điện đi yếu nhé. Không điện ly này. NaOH là bazơ mạnh, chất điện ly mạnh. HCl là chất là axit mạnh, cũng là chất điện ly mạnh luôn. Nước, nước là chất điện ly yếu rồi, chắc chắn nước là chất điện ly yếu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 39. Câu 39 đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Câu 39 đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ. 39 nha. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Các cháu đáp án gì ạ? 39 ạ, đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Đáp án gì đấy ạ? Phản ứng nào sau đây? Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành nước. H cộng cộng OH trừ tạo thành nước. Thế thì chú ý rằng là ở cái phản ứng A có BaS4 nó phải tồn tại, còn lại ở bên trong cái phương trình ion rút gọn nên loại đáp án A. Đáp án B thì nó có HCO3 trừ nó phải còn lại trong phương trình ion rút gọn nên loại B. Được chưa? Đáp án C thì loại do nó có FeOH 3 lần phải còn lại nên loại C. Vậy chúng ta chỉ còn gì thôi ạ? NaOH ăn HCl tạo thành NaCl cộng nước. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. 39 sau. 40 ạ. 40 ạ, sang mấy câu khó khó bẩn bẩn ạ. Câu 40 ạ, khó khó bẩn bẩn một chút ạ. 40 đáp án gì ạ? Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau. Phản ứng có phương trình ion rút gọn là gì ạ? Chỗ này hơi hơi nâng cao một tí xíu thôi, các cháu cùng xem là đáp án gì ạ? Phản ứng có cùng có phương trình ion rút gọn, vậy thì nó phải không có chất điện ly yếu nhé, không có chất kết tủa nhé. Ở đây chúng ta có này, anh này được OH trừ cộng OH cộng được. Ý B loại do MgOH hai lần là chất kết tủa nên nó phải còn lại ở bên trong phương trình ion rút gọn, vứt. H3P4 cũng vậy, nó là axit trung bình nhưng nó phải còn lại trong phương trình ion rút gọn, vứt. NH3 là chất khí bay lên đúng không ạ? Nó cũng phải còn lại trong phương trình ion rút gọn. Nên là chúng ta cũng vứt nốt. Vậy số phản ứng có phương trình ion rút gọn là gì ạ? H cộng cộng OH trừ tạo thành nước là chỉ có anh nào thôi ạ? NaOH cộng HCl tạo thành NaCl cộng nước, chúng ta chỉ có một thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ, một cháu ạ. Câu 41. 41 ạ, đề thi Trung học thông quốc gia năm 2018 ạ. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch mà thu được kết tủa là, cho cặp chất sau ạ. Số cặp chất mà phản ứng được với nhau ở trong dung dịch thu được kết tủa Na2CO3 và BaCl2 thì mình thu được kết tủa BaCO3 nhá. NaCl và BaNO3 lần thì không thu được kết tủa. NaOH và H2O4 có phản ứng nhưng cũng không thu được kết tủa. H3PO4 và AgNO3 nhiều cháu nghĩ tạo thành Ag3PO4 cộng với HNO3 là toang ạ. Toang hoàn toàn ạ. Ag3PO4 tan trong HNO3 nên là bọn này không có kết tủa nhá. Hãy cẩn thận. Vì vậy nên, được chưa? Vì vậy nên ạ, đáp án là số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch và thu được kết tủa là chỉ có mấy thôi ạ? Một thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta chỉ có một. 41 là chỉ có một thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Rất nhiều cháu toang câu này ạ. Rất rất nhiều cháu toang câu này ạ. Câu 42, các cháu đã hiểu chưa ạ? Nếu mà cháu bị toang câu này thì hãy xe lại để cháu không bao giờ bị toang nữa, để có chú Binh độ ạ. Hàng tối chú Binh sẽ độ hóa các cháu ạ. Câu 42, cho các phản ứng sau, số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO32 trừ cộng nước là, số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3 trừ cộng OH trừ
để tạo thành CO3 trừ cộng nước là xem nào, NH4 Cl cộng NaOH thì nó sinh ra NH3 bay lên rồi. Chất đẩy điện ly yếu và không có trong phương trình rút gọn nên là loại đáp án A. Được chưa? Ý B ạ, à, ý B tương tự như vậy cũng có NH3 à, nên là loại tiếp đáp án B ạ. À. Nó không có trong phương trình ion rút gọn, các cháu nhìn thấy không? Tiếp tục ạ. À. Đáp án C ạ, à. Đáp án C nó có ion H2O3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 trừ cộng nước, thỏa mãn không ạ? À? Một cháu. Đáp án D à, chúng ta tâm thấy ngay có BaCO3 không có trong phương trình ion rút gọn. Đúng ạ? À? Đây, không có trong phương trình ion rút gọn. Vì vậy nên làm sao ạ? À? Không thể là phương trình ion rút gọn này được. Bỏ D ạ. À. BaOH2 lần cộng K2CO3 tạo thành BaCO3 cộng KOH. Thì cháu này làm sao ạ? Cũng không có trong phương trình ion rút gọn, đúng không ạ? Bởi vì nó có BaCO3 này, không có trong phương trình ion rút gọn nên là cũng loại nốt ạ. Vậy số phản ứng có phương trình ion rút gọn là H2CO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 trừ cộng nước, chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Một thằng thôi ạ, đó là thằng C. Đúng chưa? Một, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Câu à chưa, hai câu cuối cùng ạ. Sorry ạ. Câu 43. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 ạ. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia 2020 ạ. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ để tạo thành nước ạ? Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ để tạo thành nước ạ? Thế thì mình có ạ. OH trừ cộng H cộng tạo thành nước thì cháu này được. Cháu này loại bởi vì có HCO3 trừ ạ. Cháu này loại bởi vì có CO2 hai lần ạ. Thằng này kết tủa, thằng này điện ly yếu ạ. Cháu này cũng loại bởi vì có CO2 hai lần ạ, loại tiếp ạ. Vì vậy nên phản ứng có phương trình ion rút gọn trên chỉ có thể là đáp án gì thôi ạ? Chỉ có thể là đáp án A. À, ok ạ. Câu 44, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Câu 44, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Cho chất, số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl. Câu này hỏi rất chất. NaOH HCl vừa phản ứng với NaOH mà lại vừa phản ứng với HCl. Nhôm là một, nhôm đớp được NaOH, nhôm đớp được HCl. AlCl3 đớp được NaOH nhưng không đớp được HCl, vứt. ZnOH hai lần là hydroxit lưỡng tính, đớp được cả NaOH và đớp được cả HCl. NH4HCO3 thì có HCO3 trừ là ion lưỡng tính, đớp được cả NaOH và đớp được cả HCl. KHS4 thì thằng này có tính axit nên không đớp được. Chỉ đớp được NaOH, không đớp được HCl. NaHS thì có ion HS trừ là tính lưỡng tính, đớp được cả NaOH, đớp được cả HCl. FeNO3 hai lần là rất là thú vị luôn, rất nhiều cháu bị nhầm ạ. FeNO3 lần đớp được NaOH và FeNO3 lần đây là sắt dương 2 có NO3 trừ có H cộng. H cộng NO3 trừ coi như NO3. Vì vậy nên sắt dương 2 sẽ lên sắt dương 3. Vì vậy nên là có đớp được nhá. Vậy rất nhiều cháu tô nhầm là 4 nhưng thực ra chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 ạ. Tổng cộng chúng ta có 5 chất vừa phản ứng với NaOH và vừa phản ứng với HCl. Ok ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 5 chất. Ok. À, buổi sau, buổi tới chúng mình sẽ cùng các cháu chinh phục tiếp chuyên đề số 2 phi kim, nitơ, phốt pho, carbon, silic, oxy, lưu huỳnh và halogen nhá. Ok ạ. Còn buổi học ngày hôm nay team chống mất gốc kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các cháu. Hẹn gặp lại ạ. Bye bye và các buổi sau nhá. Các cháu nhớ đặt xem trước fanpage của chúng mình và click vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng mình livestream ạ. Bye bye, chào tạm biệt ạ.